Con cảm ơn ông ạ. Con chúc ông luôn gặp xui xẻo. Em ơi, nói thế là không đúng rồi. Thế phải nói thế nào? Phải nói là xuân sẻ, không phải xui xẻo. Xuân sẻ. Đúng rồi. Con chúc con luôn gặp xuân sẻ. Ai ở dưới tránh ra nhá. Có ai không? Có. Chắc không có ai đâu. Gọi điện cho người nhà đi. Lấy điện thoại gọi đi. Sang bên này đi. Có cái chuối kìa, hình như có người ném xuống đấy. Chắc rơi vào lầu ông đấy. Bà ơi, ông bị thương bên kia kìa. Cây chuối sao không thấy ai xuống lấy nhỉ? Có khi nào thấy người ta bị thương rồi chạy luôn không? Chắc chạy rồi. Mà thằng cọc kè nhìn gì đấy? Thế em. Cái gì kìa? Lại, đứng lại, đứng lại.
Có chuyện gì đấy? Đuổi nữa đi. Con làm gì được không? Con làm gì được không?